đầu luôn. Hello các bạn xem xe hôm nay tôi đi review xe tải chữa keo này. Vừa bắt tài hai cha con đang sửa lại cái đường này. Mặc dù đường đi bình thường nhưng mà xe còn mới quá, cho nên là chủ nhà nó để xe nhân im. Quan trọng nhất thì giữ xe cho an toàn. Đây. Trời này hanh nắng rồi. Xe đang di chuyển lên các bạn ơi. Keo rồi, mấy cái keo rồi, đua bị đua bánh xe, đất bị nhỏ. Tới đi, tới đi, chứ ý là trời mưa hanh nắng rồi. Rút vô, rút vô. Tránh ra, tránh. Gai liền gian đụng đó. Đi đi. Cục đá này mà các bạn ơi, các bạn xem cục đá này anh em tời nè. Nhưng cũng không đào đã. Rồi cũng không sao hết. Tưởng nhổ, tưởng nhổ cục đá này chứ. Nhổ cục đá mà không nhổ anh. Bình thường, bình thường.
bạn ơi, tưởng không qua chứ. Rồi có cái dốc này rồi. Rớt à?